Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin VinFast Du mây, họ sẽ tiếp đất bằng cách nào đây? Từ từ đáp hay rời tự do? Sau khi phát hành, giá cổ phiếu VinFast tăng giá làm cho báo chí trong nước một phen lên đồng tập thể. Sau đó, cổ phiếu này lại hạ xuống dưới mức phát hành rồi lại lên. Tuy nhiên, việc giá cổ phiếu trôi sụt như thế này vẫn chưa nói lên điều gì. VinFast cần thời gian để đi vào ổn định thì mới đánh giá được ông Phạm Nhật Vượng cho phát hành đến 2,3 tỷ cổ phiếu và định giá mỗi cổ phiếu đến 22 đô la. Quả là quá tham vọng. Việc lấy giá cổ phiếu như với tổng cổ phiếu người ta gọi là vốn hóa. Tuy nhiên VinFast đâu đã bán sạch 2,3 tỷ cổ phiếu. Họ chỉ mới bán được một số lượng rất nhỏ, phần lớn lượng cổ phiếu còn lại cần phải đợi thời gian mới biết được. VinFast đang đù mầy theo trang Statista thì doanh số bán xe của Ford Motor trên toàn cầu vào năm 2022 là 4,2 triệu chiếc, còn của GM là 5,9 triệu chiếc xe các loại. Tuy nhiên, vốn hóa của Ford trên thị trường chứng khoán Mỹ chỉ có 48 tỷ đô, còn GM chỉ có 46 tỷ đô. Trong khi đó, vốn hóa của VinFast có lúc lên đến gần cả trăm tỷ đô la Mỹ, nhưng doanh số của năm 2022 chỉ ở con số 24.000 xe trên toàn cầu một con số không đáng kể. Giá trị vốn hóa như con voi, trong khi doanh số thì lại như con kiến. rõ ràng Vinfast đang đu mây, mà đã đu mây thì thì rõ ràng Vinfast đang hỏng chân. Một công ty đại chúng muốn phát triển bền vững phải song hành hai yếu tố, thứ nhất là sản phẩm được thị trường chấp nhận, thứ nhì là ổn định trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên Vinfast đang bị hỏng chân bởi thị trường Mỹ gần như chưa chấp nhận xe của Vinfast. Cho tới nay, số xe VinFast đăng ký lưu hành ở Mỹ chỉ quanh quẩn dưới 200 xe. Sau 8 tháng xuất sang Mỹ thì rất khó để VinFast bám dễ tại thị trường này. Số còn lại đang phơi nắng, phơi sương ngoài bãi. Các ông lớn như Ford hay GM, họ đã và đang thành công với xe xăng và giờ họ chuyển dần sang xe điện. Trong khi đó, VinFast hoàn toàn thất bại với dự án xe xăng. Điều này chứng tỏ VinFast chưa hề làm chủ công nghệ việc nhập quá nhiều thiết bị từ trung quốc từ nhiều nguồn thiếu đồng bộ hóa nên nhà lắp ráp vinfast mới không làm chủ được chất lượng cho đến nay vinfast vẫn chưa được thiết kế và sản xuất từ trí tuệ của việt nam tức là vinfast không có thực lực cổ phiếu của vinfast vẫn đang trồi sụt với biên độ rất lớn sự ồn ào từ giá cổ phiếu của vinfast trên thị trường chứng khoán rồi cuối cùng cũng trở lại mặt đất mà thôi cho rằng vinfast huy động được vốn như mong đợi thì họ gọi vốn cũng phải đầu tư đầu tư mà không bán được sản phẩm ra thị trường thì cũng chỉ là đốt tiền bài toán lớn nhất của vinfast hiện nay là làm sao thuyết phục được người mỹ mua xe vinfast mà chạy điều này còn quan trọng hơn là thuyết phục người mỹ mua cổ phiếu của vinfast bởi người mỹ mua cổ phiếu của vinfast chỉ để giải quyết vấn đề ngắn hạn còn dài hạn thì cần phải được người mỹ chấp nhận xe vinfast khi người Mỹ chấp nhận mua xe VinFast thì VinFast mới có cơ hội để mọc rễ trên đất Mỹ như Hyundai hay Kia của Hàn Quốc. Nếu không thì sớm muộn VinFast cũng bị biến mất khỏi thị trường này. Thị trường thì ngày càng ngột ngạt đối với các startup up xe điện, tức là những công ty khởi nghiệp đối với xe điện mà trong đó có VinFast. Theo báo chí cho biết hiện nay lượng xe điện sản xuất ra dư thừa quá nhiều so với nhu cầu thị trường Trung Quốc và Mỹ tuần trước Tesla đã quay trở lại việc giảm giá xe tại Trung Quốc nhằm tăng danh suối bán xe tại thị trường xe điện đã báo hòa này. Bất chấp vào tháng 7 trước đó, Tesla và các nhà sản xuất ô tô khác ở Trung Quốc đã đồng ý dừng cuộc chiến giá xe điện do lo ngại về điều luật chống độc quyền của chính phủ nước này. Mặc dù đã giảm giá xe để thu hút người tiêu dùng, thế nhưng các nhà sản xuất ô tô tại Trung Quốc vẫn đang gặp khủng hoảng và có thêm nhiều thương hiệu có nguy cơ phá sản đây chính là tin không tốt đẹp cho VinFast bởi một khi thị trường thừa thải thì những thương hiệu xe đẩy tay tiếng như xe VinFast lại càng khó bán hơn và giá của VinFast bán thì quá cao, lỗi lại quá nhiều. Hiện nay VinFast vẫn đang đù mầy và chúng ta hãy lợi xem doanh nghiệp này sẽ tiếp đất bằng cách nào, từ từ hay là rời tự do. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin VinFast, Đô Mây, họ sẽ tiếp đất bằng cách nào đây? Từ từ đáp, hay rời tự do. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cùng thích gặm cỏ và nhai cây sao Nguyễn Đức Trung dính độc, còn Nguyễn Thế Thảo lại thoát. Vào ngày 25 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung và 14 bị cáo khác trong vụ nâng khống giá cây xanh tại Hà Nội, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 34 tỷ đồng. Đây là vụ án thứ tư cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung phải ra hầu tòa. Trước đó, ông Trung đã 3 lần bị xét xử trong các vụ án chiếm đoạt tài liệu mật mua sắm chế phẩm Redoxy 3C và can thiệp đấu thầu tại Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội. Ông Trung hiện đang thi hành tổng cộng 12 năm tù vì các tội danh tại 3 vụ án trên. Ông Nguyễn Đức Trung dính độc vì thích nhai cây. Với quyền bính trong tay, ông Nguyễn Đức Trung đã tìm cách để nắn tiền của ngân sách vào trong túi của nhóm lợi ích. Ông Nguyễn Đức Trung từng đạt danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tuy nhiên đứng trước cơ hội kiếm tiền thì anh hùng cũng ra tay để mà kiếm chác chứ chẳng cần quan tâm đến đạo đức hay nhân cách gì nữa. Lần này ông Nguyễn Đức Trung hầu tòa vì dự án trồng một triệu cây xanh cho thành phố Hà Nội. Thời điểm đó với cương vị là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ông Trung đã trực tiếp can thiệp, chỉ đạo xuyên suốt quá trình trồng mới, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh trên địa bàn thành phố Đầu năm 2016, ông Trung yêu cầu tạm dừng việc đấu thầu ở các quận, huyện và thu gọn đầu mối trồng cây xanh về sở xây dựng. Sau đó, lùa vào tay Bùi Văn Mận, cựu giám đốc công ty Sinh thái xanh để thực hiện dự án. Khi dự án được lùa vào bàn tay của đàn em thì doanh nghiệp cứ mặc sức kê giá để mà rút tiền từ ngân sách của nhà nước, tức là tiền thuế của người dân Việt Nam. Cây keo có giá mua từ 700 đến 1.800 đồng mỗi cây, được nâng khống lên 9.000 đồng một cây. Cây lồng não có giá mua 3,8 triệu đồng mỗi cây, được nâng khống lên 8,2 triệu đồng mỗi cây. Cây sộp có giá mua khoảng 13 triệu đồng mỗi cây, được nâng khống lên 32 triệu đồng mỗi cây. Ông Nguyễn Thế Thảo cũng khoái nhai cây Hà Nội. Có thông tin cho rằng ý đồ lùa dự án vào tay sân sau để mà trục lợi là ý tưởng của tiền nhiệm Nguyễn Thế Thảo. Vào năm 2015, ông Nguyễn Thế Thảo dự định cho chặt 6.700 cây cổ thụ khắp thành phố Hà Nội, sau đó lập nên dự án trồng cây để rút ruột ngân sách. Tuy nhiên, Nguyễn Thế Thảo bị dân phản đối quá rát nên cho dừng dự án chặt cây lại. Cuối cùng, năm 2015, ông Nguyễn Đức Trung lên nắm chính thức chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thay cho Nguyễn Thế Thảo. Sau đó, Nguyễn Đức Trung đã thực hiện dự án trồng cây xanh để lùa tiền ngân sách vào cho sân sau của mình. Nguyễn Đức Trung và Trần Đại Quang. Ngoài chuyện nhai cây bị mắc nghẹn thì năm 2016, ông Nguyễn Đức Trung cũng làm dự án cắt cỏ thành phố đến 886 tỷ đồng. Dự án này từng bị xã hội phản ứng gay gắt vì nó quá phi lý, giá cao không thể chấp nhận được. Trước phản ứng dữ dội của xã hội, dự án này rút xuống chỉ còn có 178 tỷ đồng và vẫn thực hiện được. Điều này cho thấy tại sao ông Nguyễn Đức Trung thích gặm cỏ và nhai cây xanh đến như vậy. Bởi làm dự án này rất dễ kê khai khống giá. Trong các món ăn mà các lãnh đạo ưa thích thì món cây xanh và cỏ là món rất dễ sời. Bởi những món hàng này rất dễ nâng giá. Ngoài việc trồng cây xanh còn có dự án tượng đài cũng rất dễ kê giá và đút tiền vào túi riêng. Đó là một phần lý do tại sao các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam thích phá cây trồng lại và thích xây tượng đài càng to càng tốt một người giấu tên làm việc trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho biết như vậy. Thật ra mà nói, Nguyễn Thế Thảo để lại cho thành phố Hà Nội không chỉ chuyện chặt cây, mà còn chuyện ông này thả cho thành phố bị băm nát quy hoạch. Mà trục đường Lê Văn Lương tố hữu là minh chứng rõ nhất. Tuy vậy đến nay, ông Nguyễn Thế Thảo vẫn chưa bị sở gáy. Nếu công bằng thì ông Nguyễn Phú Trọng cần phải tóm luôn Nguyễn Thế Thảo. Nhưng tại sao ông Trọng lại tha cho ông này? có nguồn tin riêng cho biết rằng Nguyễn Đức Trung chính là đệ của một trong ba nhân vật tạo phản, đó là Trần Đại Quang, Nguyễn Đức Trung bị hạ bởi chọn sai phe. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp bản tin Cùng thích gặm cỏ và nhai cây sao Nguyễn Đức Trung dính độc, Nguyễn Thế Thảo thì lại thoát. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa Thời báo.de